Anh em có nhu cầu muốn đến Ngọc Dầu online thì hãy nên shop ninhlammộttỷ.com nhá. Shop mới khai trương nên giảm giá cực kỳ là kịch liệt luôn, lên đến 40% giá trị shop khi nạp bằng ví. Anh em cũng có thể có mặt trong top nạp thẻ và những cái mộc giam giom cực kỳ là giá trị. Anh em săn nick 60 tỷ, 40 tỷ hoặc là những nick với giá là 1 đồng thôi. Top nạp thẻ sẽ trao thưởng vào cuối tháng. Hello anh em nhá. Chào mừng anh em đến với channel mình là ninhlammộttỷ đây. Thì hôm nay mình sẽ làm video cho anh em về ba con, set ba con, mình không bán lẻ nhá, set ba con. Ba con này là chuyên để đi ăn dương 11 anh em ạ. Ba con này cộng cả đồ có giá là 2 triệu đồng. Anh em đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Bởi vì ba con nick này rất là ngon, ăn được dương 11 và hơn nữa, đó là set đồ cực khủng luôn. Set đồ con ba con nick này rất VIP luôn. Mình sẽ cho anh em xem. Đầu tiên là cái găng. Cái găng thần 5x cộng 7 cộng 15% tức là 5 sao anh em ạ. Găng này có giá cực kỳ là giá trị luôn. Bởi vì nó là găng 5x mà lại là 5 sao để mà chuyên anh em chuyên đi dương 11. Găng này rất có giá trị luôn. Mình khẳng định với anh em ở xe vừa năm, găng này rất hiếm. Ở găng 5 6 sao rất hiếm luôn. Nhưng cái găng này mà độ khoảng 3 sao 4 sao thì nói chung là cũng có nhiều, cũng không phải là hiếm nhưng mà nó cũng không phải là nhiều nhưng cũng không phải là hiếm. Đấy, nhưng mà găng 5 sao rất hiếm. Thứ hai là có cái set áo thần 5x, quần thần 5x, giày thần 5x. Đấy, ba cái set đồ này, ba cái đồ này. Ba cái đồ này nắm, ba cái đồ này nắm chắc trong tay anh em phải bỏ ra gần 500.000 thì mới có được. Còn cái găng thần 5x này thì nó cực kỳ giá trị rồi. Thứ ba là cái nhẫn thần linh này với 18% chí mạng, 10% tấn công thành HP và 5% thành ki thì anh em có thể yên tâm rằng anh em chí mạng 20%. Con này rất là ok luôn, ổn luôn anh em ạ. Nhìn như này thôi thì nó cũng trâu phết đấy anh em, không phải đơn giản đâu. Đấy anh em nhìn này, không cần nội tạ luôn, tí mình sẽ ăn cho anh em xem. Đấy anh em thấy rất là ngon luôn. Rất là ngon luôn. Mình sẽ tháo cái giáp luyện tập ra cho anh em xem nhé. 73.000 sức đánh. Đó thì đây, ở đây còn có con đệ nữa. Còn có một con đệ nữa. Ok chưa? Anh em phải kẹp thỏ nha, anh em phải kẹp thỏ ấy. Tí nữa mình sẽ cho anh em một con nick có thỏ. Thế mới gọi là set 3 con nick. Set 3 nick. Set 3 nick tức là gì? Tức là 3 con nick. Và tí nữa mình sẽ cho anh em xem con nick có thỏ. Anh em phải kẹp thỏ nhá. Đây nhá, ví dụ con nick này của mình ấy, này mình ăn cùng lộ vào thì sức đánh nó tầm được khoảng 130 mấy nghìn gì đó, mà kẹp thỏ vào nữa là ăn được dương 11 đấy. Ăn được dương 11 đấy không phải đơn giản đâu anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ đến nick khác cho anh em xem nhá. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho anh em là cái con nick 5x tiếp theo. Mình bán 3 set nhá. Ba nghĩa là ba cái nick này chung vào với cả cái set đồ sao khi ấy, chứ mình không bán lẻ, không bán riêng từng con một anh em ạ. Bởi vì phải có ba con này thì anh em mới ăn được. Vì ba con này còn có cả set kẹp thỏ các kiểu cơ mà. Đồ này thì mình tặng anh em luôn. Đấy. Cái con chi chi này ngày, con lý tiệm lương này ngày, nhưng mà con nâu nó mới hết anh em ạ. Con nâu mới hết. Sức đánh không phải cùi đâu nhá. Anh em nhìn này, 55.000 cộng với cả đồ kia thì nó giật với anh em bá cháy luôn. Bá đạo luôn anh em ạ. Đấy, con này không cần kẹp thỏ cũng thắng được. Con này mình không cần kẹp thỏ. Ui, liên hoàn 15%, quá là VIP, quá đẳng cấp luôn anh em ạ. Và cái này còn chưa cộng tối đa này. Anh em có thể nâng lên. Đấy, qua 23 tỷ thôi. Đấy. Ok, mình sẽ cho anh em xem con tiếp theo. Buồn làm chi em ơi. Đây, con nick tiếp theo của mình. Xin giới thiệu với anh em là con nick con này. Con này không được cái gì, không được cái nước gì cả anh em ạ. Chỉ được cái nước là có thỏ ngon thôi. Thỏ vĩnh viễn thôi anh em ơi. Rất là ngon. Cái con thỏ này trị giá là hơn 3k ngọc, tức là hơn 500k Việt Nam đồng anh em ạ. Đấy là anh em mua với giá rất là rẻ thì mới được như thế thôi. Không, con thỏ này rất là đắt. Mà không phải là anh em cứ mua ngọc là được đâu. Anh em phải nạp ngọc vào nick thì anh em mới có ngọc gì ạ? Ngọc xanh. Ngọc xanh thì anh em mới mua được ngọc của người từ người khác. Đúng không? Đúng không? Có đúng không? Quá chuẩn luôn. Còn nếu mà anh em mà mua ngọc hồng ngọc ấy, anh em không thể mua ngọc từ của người khác được thì anh em sẽ không mua, sẽ không, gần như là anh em sẽ không làm được một cái gì cả. Vì bây giờ đây là phải nạp ngọc này thì mới mua được thỏ từ người khác. Nhưng bây giờ hồng ngọc thì làm sao mua được thỏ của người khác. Thế nên là phải nạp. Thế nên con thỏ này cực kỳ giá trị. Tại sao những nick có thỏ là 1 này, có trâu là 2 này, có chuột là 3 này. Những nick đó cực kỳ là VIP và cực kỳ là đắt luôn. Tại sao nó là như thế? Nó chính là lý do. Ví dụ con thỏ này nhé, là không mua được, là không mua được trâu các kiểu, không mua được luôn. Đấy, rất là hiếm. Anh em những cái nick này rất là giá trị. Anh em những nick này anh em mà đi săn dương 11 thì là chuyện quá bình thường. Dương 11 thì anh em phải cần set đồ VIP. Nhưng mà cứ đi úp các xuân kỳ bí ấy thì rất đơn giản. Nick này hoàn toàn có thể kẹp thỏ được. Ok, mình sẽ cho anh em xem phương pháp đi nhá. Ok ok, con tiếp theo là con dương Jackie Chun anh em ạ. Con này. Con này là con dương cấp 9. Con dương cấp 9 này rất là nhiều bạn chỉ có chơi những con mà tun chỉ đi được đến dương 9 thôi. Nghĩa là chỉ ăn dương 9 thôi, không ăn dương 10, dương 11 luôn. Rất là nhiều bạn luôn.
Và con dương 9 này mở ra thì không được bao nhiêu tiền, nhưng mà nhiều nick thì được rất là nhiều tiền, ít nick thì được ít tiền, đúng không? Mà nhiều nick thì ví dụ một nick chỉ được tầm khoảng mấy trăm đồng thôi, nhưng mà nó tun, mà tun là tự động mà anh em, nó có mất cái gì đâu, nó ngồi nó xem rồi mà. Còn đây là những cái con nick này mình bán cho anh em ở đa số, là chắc là anh em về cũng đi tay thôi chứ tuôn tiếc gì. Ôi à, mình lại còn hết cả key anh em ạ, hết key vãi trưởng, hết key được nhỉ, hút hút key này mà hết key được đấy. Mình một hơn hơn 140.000 ca sức đánh rồi anh em ạ. À đây, mình phải bật cái con chim này lên chứ, 142.000 sức đánh, cũng 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 ngon ăn đấy anh em ạ, cũng ngon ăn đấy, không phải đơn giản đâu. Đấy, mình đã bật được con chim này rồi, 142.000 cũng khoai anh em ạ. 142.000 mà được trước thì ăn ngon, nhưng mà bây giờ cũng cũng khoai, không phải đơn giản đâu anh em ạ. Nói thật sự là thế, không phải đơn giản đâu, cũng khoai phết đấy. Ok, mình sẽ cố gắng thôi, biết nào nào hả anh em, mình sẽ cố gắng. Thực ra 142.000 mà trước đây thì mình 130 mấy nghìn mình đã ăn được rồi, nhưng mà 142.000 bây giờ thì cũng khá là khoai, không phải đơn giản đâu, thật sự với anh em là thấy luôn, khá là khoai. Nhưng mà yên tâm anh em cứ yên tâm, mình sẽ ăn được cho anh em xem đấy. Anh em thấy bọn này nó đấm có thốn gì đâu, nhưng mà bây giờ mà nó đấy, nó bây giờ mà nó choáng là thốn phết anh em ạ. Bởi vì HP con này rất là cùi, HP con này có 1 triệu 9 thôi, rất là cùi, không phải là quá là trâu, nhưng mà cũng không phải là vấn đề quá đâu anh em ạ. Anh em cũng đừng đặt đặt nặng cái đó. Bởi vì sao? Bởi vì anh em nhìn thấy một vấn đề rất là đơn giản, đó là cái chí mạng 21% kia nó không phải là một cái chí mạng cùi đâu anh em ạ. Rất là trâu luôn. Mình khẳng định với anh em luôn, cái chí mạng này rất là ngon luôn. Và khi đấm những cái con này cần chí mạng cực ngon 21% thì anh em cứ tính xương xương ra đơn giản là 5 phát đấm đi thì có một phát là chí mạng. Đấy, cứ 5 phát là có một phát chí mạng thì anh em nhân lên thì anh em thấy là nó rất là khủng luôn. Thế nên là những cái con 5x ấy, trước đây mình cầm cái con 5x mà ước 10 bộ 1S, ước 10 bộ 1S xong rồi, nó còn ăn cả bánh trung thu, ăn tất cả mọi thứ, đeo nhẫn thần linh bra mà. Ôi, chí mạng kinh khủng luôn anh em ạ. Đấm phát nào chí mạng qua đấy mà nó còn đeo cả cải trang chí mạng vào thì ấy, nói thật với anh em nó là bá cháy luôn, quá ngon luôn. Anh em đừng đặt nặng cái vấn đề là dương 11 là VIP mới ăn được dương 11. Không, cùi cũng ăn được dương 11. Con này mình có không kẹp thỏ nha. Con này mình hoàn toàn không. Đây anh em nhìn này, có kẹp thỏ đâu. Con này mình không kẹp thỏ nha. Mà những con này anh em vẫn có thể đi úp capsule kỳ bí được. Đấy, khi mà có 3 con mà mình chỉ bán 3 set 3 con với giá là 2 triệu. 2 triệu cạc nha anh em nha. Còn nếu mà ví thì mình sẽ giảm cho anh em xuống tầm được khoảng 1 triệu 7 ví, 1 triệu 7 ví rất là rẻ luôn. Ok, mình sẽ đấm một ít cái tay này để điểm gì anh em biết không? Để hút key ấy. Ok, bây giờ mình sẽ đấm con niu niu. Con này thì ăn con này mới là khó, ăn mấy con kia thì nó nhàn, nó đơn giản, nó nhàn. Còn con này máu nó đâu cùi đâu anh em, máu nó cực VIP luôn, 150 triệu máu. Con này máu nó gấp đôi con vừa nãy, gấp đôi con thiên sinh hằng, nên là nó đâu có cùi đâu. Thế nên là anh em cần phải cực kỳ là lưu ý con này. Nhưng mà chính vì thế, chính vì cái như này thì nên mình đã, nói chung là anh em đấm niu niu, đấm đại loại ăn dương 11 ấy, chí mạng cực kỳ cần luôn, chí mạng cực kỳ cần. Còn nếu mà đã VIP đến cái nỗi mà không cần chí mạng rồi thì nếu mà đầu tư mà VIP đến cỡ thế rồi thì mình chịu, không có gì để nói. Nhưng mà VIP đầu tư nhiều tiền VIP thế thì làm gì chả được, đúng không? Bây giờ anh em toàn mua những cái con ví dụ như những cái con này thì anh em thấy nhá, 1 triệu 7 cái ba dàn ba nick như mình vừa show với anh em như này thì set đồ nó chiếm bao nhiêu tiền rồi, set đồ nó chiếm hơn 1 triệu đời rồi, 1 triệu 3 triệu tư rồi, set độc cái set đồ là 1 triệu 3 triệu tư rồi, nick đáng là bao nhiêu, đúng không? Thế nên anh em về anh em thu thập thêm những cái nick mà đấy chả đáng là bao nhiêu, gọi là chả đáng là bao nhiêu như thế nữa thì mới có lãi được. Chứ còn nếu mà anh em bây giờ mà đầu tư những cái nick mà một cái nick chỉ để ăn dương 11 thôi mà 5 6 7 nít thì nó cũng được thôi, nó vẫn lãi, nhưng mà nó là lãng phí. Đối với cả anh em thì thế nào thì mình không biết, nhưng mà thế đối với mình nó là khá là lãng phí. Và với số tiền đó thì anh em hoàn toàn có thể mua được nhiều những cái nick kiểu kiểu cùi cùi như cái nick mà mình đang chơi này. Nói thẳng ra những cái nick này khá là cùi, không có gì là VIP đặc sắc cả. Được mỗi cái là đây mình còn không kẹp thỏ nha, không kẹp thỏ luôn, được mỗi cái là nó có set đồ ngon. Thế nên mình mới nói với anh em là những cái con nick này mình bán cho anh em nhé. Ô, mất kết nối vãi cả trưởng, sorry anh em nhé, bây giờ mình phải đấm lại đây. Vừa nãy là mình bị mất kết nối anh em ạ. Đấy, đồ chỉ có sư phụ có đồ thôi, chứ còn đệ tử thì cũng khá là cùi. Vừa nãy mình bị mất kết nối anh em ạ. Không hiểu tại sao mình bị mất kết nối luôn, chịu luôn.
Ok, hoàn toàn không bao giờ có chuyện ai đăng nhập vào, thế nên là anh em không phải lo cái việc đó. Mất kết nối chắc là do đường truyền mạng nhà mình nó thế nào thôi. Ok, bây giờ mình đấm nó thôi. Đấm khá là trâu, kể cả con chim cắn khá là trâu anh em ạ, cắn toàn những 80 mấy nghìn kìa. Đấy anh em nhìn con chim cắn rất là đau luôn. Con chim chim cắn được khoảng 88 nghìn và mình đấm được khoảng được 200 mấy gì đó. Đấy ăn dương 11 nó không không quá là phức tạp, là phải đấm phải mấy trăm nghìn rồi mọi thứ rồi phải trâu rồi thế nọ kia, không quá là phức tạp. Đây ví dụ như ba con này mình đi nha, mình đi trên chiếc điện thoại Xiaomi 5 Pro. Một chiếc điện thoại rất cùi luôn anh em ạ. Phải nói là nếu mà mấy năm trước thì có khi là nhìn nó còn tạm tạm chứ nó không phải là VIP mà nó tạm tạm. Còn bây giờ thì nó gọi là cùi luôn, có thể nói là nó rất là cùi luôn anh em ạ. Vừa nãy là nó đã đến cái phút thứ 50 mấy ấy, là nó đã hiện cái vạch máu màu đỏ đỏ rồi. Tức là nếu mà trên trên cái phút thứ 30 ấy mà nó hiện cái vạch máu màu đỏ đỏ thì anh em có thể yên tâm bỏ buông điện thoại và đi uống cốc nước, tí nữa ra nhìn thấy mình đã ăn được dương 11 rồi. Đấy, còn nếu mà dưới cái giây thứ 30 ấy mà anh em vẫn chưa ăn được, chưa đến cái máu đỏ đó, chưa đến hiện cái máu đỏ cuối cùng ấy, thì anh em cứ yên tâm một điều rằng là anh em chắc chắn là anh em sẽ thua. Lúc đó thì anh em hãy tắt AK đi và hãy cũng đi làm một cốc nước và lại quay trở lại cày lại từ đầu, lại đánh lại con dương 11 này nữa. Thế nhưng mà đối với cả những cái con VIP như con này của mình ấy, con này của mình không VIP nhưng mà cũng không cùi. Đấy, đến phút 65 này đã hiện cái mạch vạch máu như này rồi thì mình đoán với anh em chỉ đến phút thứ 30 là mình đã chiến thắng rồi. Đến phút thứ ba 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 mấy thì đó là mình đã chiến thắng rồi. Ui trời, có khi đến phút thứ bốn mấy là mình đã chiến thắng rồi. Ui trời, có khi đến phút thứ bốn mấy mình đã chiến thắng rồi anh em ạ. Đấy, anh em thấy mình đoán chuẩn không? Đây nha, cho anh em xem. Đấy, có khi đến phút thứ bốn mấy mình đã chiến thắng rồi. Mình cứ tưởng phút thứ ba mấy, phút thứ 40, thừa là 40 giây luôn. 100 bao nhiêu nhỉ? 145.000 các sức đánh nhỉ, hay là 140 mấy nghìn các sức đánh. Thừa 30 giây, đi thứ 40 giây chứ, đi thừa 40 giây luôn. Chưa kẹp thỏ, không kẹp thỏ. Không có một cái gì hết, chỉ có mỗi đồ mấy cả linh tinh thôi. Thừa 40 giây, khá là VIP luôn anh em ạ. Rất là VIP luôn. Anh em có thể mua cái nick này về để mà đi dương 11 kiếm tiền. Ngoài đi dương 11 ra anh em có thể đi capsule, săn capsule kỳ bí rất là nãi. Và săn capsule kỳ bí thì đơn giản, đồ đạc thì cũng cần gì nhiều đâu hả anh em. Hôm nào mình sẽ dạy anh em săn capsule kỳ bí. Mà đây nó không, anh em không cần phải 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 mua tun mua tiếc gì, bởi vì có ba cái nick thì tun cái gì. Hoặc là nếu mà anh em nào mà đầu tư mà thích đi tun, à 142.000 các sức đánh. Đấy, đơn giản vậy thôi. Còn những cái nick kia thì nó có thỏ, có một số nick thì nó cùi hơn thì nó phải kẹp thỏ. Đấy, nick một nick của mình có thỏ và nick kia nữa thì phải kẹp thỏ. Đấy thì mình ăn được. Đấy, thế nên một cái set đồ này rất là VIP. Anh em nếu mà mua eBay Facebook Nano mình, nick những cái nick này ở Seven5, set 3 nick chỉ với giá là 2 triệu cạc hoặc là 1 triệu 700k ví. Đấy, mà được cái set đồ VIP cỡ như thế này, anh em một cái set đồ VIP cỡ như này nó cũng phải tầm hơn triệu rồi. VIP cỡ này, cái nhẫn thần linh này đã 22 nít rồi anh em ạ. Đúng không? Cái set này mấy trăm nữa, 400 nữa. Cái này 6-700 nữa, bao tiền? Rất là rẻ thôi anh em ạ, eBay Zalo Facebook mình để mà mua set 3 nick như này nhá. Ok, bye bye tất cả mọi người. Ăn được dương 11 luôn anh em ơi. Mình sẽ show cho anh em cái dương 11. Ok, bye bye anh em nhá. Nhất thì nhận được phần thưởng là 10k shop nha. Ok, bạn đầu tiên thì mình xin chúc mừng là bạn Kim TV đã nhận được 10k shop nha. Bạn thứ hai thì mình xin chúc mừng là bạn Trùm Sát Boy đã nhận được 10k shop nha. Anh em nhớ comment tài sản shop bên dưới mình cộng tiền nha.